Và các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Suzuki Sport lột xét đẹp hơn xe thùng, đi cùng với món đồ chơi chất lượng của tay chơi Bình Dương. Những cái chiếc Sport lột xét vốn xuất hiện rất nhiều trên những sân chơi mà chúng ta thường thấy. Anh em đang sở hữu những cái dòng Suzuki Sport thường dọn mới theo cách là nguyên bản để bảo tồn giá trị chiếc xe. Thực tế thì rất ít những tay chơi đủ cái độ máu lửa như người chủ hôm nay. Liều mình đi ngược xong để biến cái chiếc xe mơ ước của thời trẻ tuổi thành một trong những cái bản Sport độ đẳng cấp. Người chủ của chiếc Suzuki Sport dọn hôm nay là anh Trường Giang, một tay chơi và gần sổ những cái chiếc xe độ đặc sắc hút được rất nhiều những dân chơi xe hai bánh. Trong cái năm 2022, anh chủ này cũng đã thành công thực hiện cái niềm mơ ước của mình, thỏa mãn cái khát vọng thời tuổi trẻ, chính là sổ trên mình một cái chiếc Sport độ. Cái cột mốc đáng nhớ nhất trong suốt chặng hàng chục năm trời chơi xe của mình. Thật sự rất hân hạnh khi được là người ghi dấu ấn một cái cột mốc vàng son, là lan tỏa cái niềm đam mê của người chủ đến với những anh em chơi xe trong nước. Từ khi người chủ này sổ cái chiếc xe thì anh ta âm thầm theo dõi và chờ đợi ngày được chiêm ngưỡng một cái chiếc Sport dọn đậm cái chất của Trường Giang. Và cái cách mà anh ta đã dọn một cái bản đoạn đình đám mà chưa từng có từ trước đây. Quá trình thực hiện cái chiếc xe hôm nay kéo dài trong suốt là gần 3 tháng ròng rã với rất nhiều hạng mục khác nhau. Từ như cái sự chờ đợi của người chủ quả thật sự là không hề hoang phí tí nào khi nhận được một dòng xe như ý và anh ta được chiêm ngưỡng một cái sự hoàn hảo của nó. Theo như anh ta chia sẻ thì đặc biệt yêu thích những cái thiết kế dệt áo của những cái dòng Sachi 120 đến từ kiên cố Indo hơn là những dòng áo của Suzuki Malaysia kế. Nên anh chủ đã lên đề cho cái chiếc Sport độ của mình về áo của Sachia 120 và phối hợp cùng với một cái bản màu phong thủy mà người chủ lựa chọn. Tuy nhiên, riêng về phần tem, anh ta thực hiện một cái bộ tem kép rất là sắc sảo, lấy nền tảng là nhãn hiệu của ICV, một cái dòng Suzuki Sport làm chủ đạo để minh chứng được gốc gác nguyên thủy, một cái kiểu chơi cực kỳ tinh tế, mình cũng rất là ấn tượng cái cách chơi này. Bên cạnh diện mạo chiếc xe thì người chủ còn làm đẹp những cái bộ phận như là bọc xịt carbon dệt áo, phần tay dắt về sau, chạy sơn vân, vừa đem đến cái nét đẹp sang trọng mà còn liền đặt cái màu sắc yếm bẩn trước và cái vân carbon đỏ rực. Chưa dừng ở đó, cái chiếc xe hôm nay người chủ còn sổ hai chi tiết được chế tác thủ công từ titan, đó chính là cái chân chấm và ba ga hết sức sắc sảo. Ngoài trừ cái trọng lượng là cực nhẹ tạo cái sự sức hút, và cái dòng kim loại titan này nó có một vẻ ngoài sặc sỡ, có thể biến tấu nhiều màu sắc theo ý người chơi thông qua quá trình xử lý. Cái danh sách những món đồ chơi hàng hiệu chất lượng người chủ lựa chọn cho con xe cưng của mình bắt đầu bằng cái cụm thắng của Rainbow Asset 15 Costa Costa, một cụm thắng khả năng kiểm soát vô cùng êm ái đối với những cái nấm chỉnh cái chế độ thắng và cái nấm chỉnh biên độ xe gần phần tay. Tuy nhiên tiếc rằng hai chức năng này đã bị diệt áo che khuất. Sau khi lỡ bỏ cái cụm công tắc phải nguyên bản của nhà Suzuki, tay chơi và cân này đã tận dụng lên cái cụm đầy Domino và cụm tăng tốc Domino lấp đầy cái khoảng trống mà chi tiết zin để lại. Riêng cái cụm đầy Domino dư ra một vài nút bấm như đề máy hỗ trợ cho người chủ có thể câu thêm tính năng này khi có nhu cầu. Cái chức năng điều chỉnh biên độ xa gần cái mẫu cụm thắng của Rainbow Asset 15 Costa Costa bên kia hiện được câu sang cái vị trí cái nấm chỉnh rời ở góc trái cái dàn tay lái. Hỗ trợ cho người chủ có thể tận dụng cái tính năng này cài đặt được biên độ thắng sao cho vừa vặn với kích thước tay của bản thân. Vị trí cái dàn tay lái ở bên trái nó còn hội tụ những cái món đồ chơi như cụm công tắc Domino hay cụm con Domino tiếng em v.v. đến từ Ý, thay thế hoàn toàn cho những món đồ chơi nguyên bản, đem tính dàn tay lái một cái đẹp đồng bộ từ trái sang phải và nhiều tính năng rất là thú vị. Không phải chọn cho mình cái sổng Holden, người chủ đã chọn riêng cái chiếc Sport của mình, một cái chiếc được sườn Facebook đến từ ở Đài Loan, có cái độ hoàn thiện và hiệu năng rất ổn định, không thua kém gì những món đồ chơi đến từ Holden. Có chỉ lắp đặt cái dòng chơi lực này được chăm chút hết sức tỉ mỉ, nó nằm gọn gàng trong yếm bẩn, giữa dàn áo và chơi lực hoàn toàn không có quá nhiều chi tiết thừa. Nhắc đến lựa chọn mâm đậu cho những dòng Suzuki Sport hay đầu tiên như người chủ hôm nay, chắc chắn sẽ đông anh em nghĩ ngay cái dòng mâm là FX 5 cây xéo, nếu chơi theo một cách là đĩa trước đùm sau. Còn khi lựa chọn phiên bản 2 tháng đĩa hoặc yêu thích nét đẹp hiện đại số đông, thì người chủ đã nâng cấp cái mâm của Raider, lột cái mâm là ngũ chấu Y thể thao nhưng cũng không kém phần thanh thoát. Bộ mâm hiện đại trong cái giai đoạn canh chỉnh sao cho có thể xoay chỉ một cách là trơn tru nhất,
đặc biệt là phải đối với ngay cái trọng tâm với cái phần mũi về trước và sau của chiếc Spock đầu. Đồng thời cái mâm trước cũng đã bị xóa bỏ vị trí dây cockpit để tối giản hóa cho phần dàn chân. Cái đĩa thắng trước đến từ Gaffer đường kính là 290, vốn tận dụng cắn như zin vào hệ thống mâm của Raider. Tuy nhiên người chủ đã bổ sung thêm cái bộ lồng đĩa CNC để dời đĩa thắng ra xa khỏi cái tầm bắn, nhằm tạo ra không gian lý tưởng cho cái con hẹp Grand Bullitt 2 bit bên cạnh, không để cái mặt lưng của cả cứng và năng mâm. Riêng cái con hẹp Grand Bullitt 2 bit cũng được cố định qua cái bát nhôm CNC tạo hình đẹp mắt, cực kỳ chuẩn xác, hỗ trợ cho nó ăn hết được cái phần lửa đĩa thắng Gaffer 290. Hệ thống thắng sau của chiếc xe hôm nay là do cái bình đập Rambo bình dầu liệt điều khiển. Mỗi bình đập có tích hợp luôn cả cái bình dầu nên khi trang bị không cần chúng ta phải suy nghĩ tính cái cách phối cùng với cái bình dầu gì hết. Cái đĩa thắng sau cũng của Gaffer kết cấu 3 lỗ đĩa gắn như zin dành cho cái mâm Raider, và cái chiếc này đang được phối cùng với cái hẹp Rambo Blitz 2 bit. Anh em thấy cái khoảng hở giữa mặt lưng heo và cái năng mâm cực kỳ nhỏ, trông nó gần như sắp chạm vào nhau. Cái phần đĩa sau xe tải của cái chiếc Spock độ có cái tâm màu vàng óng ánh hết sức nổi bật, cái sức hút trên toàn bộ không thua kém gì bất cứ vị trí nào hết. Trên cái chiếc Spock của anh chủ hôm nay, một vài điểm đặc biệt vô cùng độc đáo là hoàn toàn không đụng hàng, đó chính là cái bình dầu khí nén của bột nitin E3 hiện được đặt ở bên phải thay vì bên trái, vừa tạo một nét đẹp độc đáo riêng cho cô sẽ cưng, vừa thỏa mãn sở thích nhìn ngắm của bản thân rất là chịu chi khi được thấy toàn bộ dàn đồ chơi hàng hiệu dựng trong một cái cốc dinh thự. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng em ấy lần nữa nhé. Rim dọn kiển hiếm gặp, thường những món đồ chơi cái chục triệu. Một tay chơi xe cũng rất táo bạo tận dụng cho mình cái bột bún rốt phiên bản dành riêng cái dòng Taya bơi qua cái con Honda Rim của riêng mình, vừa đẹp vừa lạ, tạo cái sự chú ý khi vận hành trên đường phố. Trang bị cho mình trợ lực Hollin kẹp cổ đi cùng hai móc chỉnh nặng nhẹ giúp phần đầu ổn định tốc độ cao. Để có thể phát bắt được cái dòng trợ lực, người chơi phải CNC một cái phát giữ bên ngoài. Tận dụng cho mình bên đập của Vision thay thế cho cái cụm tay của Nissin nguyên bản, giúp cho xe gọn gàng đẹp hơn, không cần phải khoát cái phần đầu đèn. Tận dụng cái khoảng trống cái chân kính, người chủ đã bắt thêm Kusubi 3 lên cái phần chân kính CNC của cái phần kính Rizoma ta thường thấy. Tiếp đến cái phần ống cây CNC, người chủ đem sổ cho mình cái cụm tăng Domino vì ống cao nguyên bản không có răng để bắt cái ống da như trong ở đây. Nhưng xuống chèn chân ta đang thấy những món đồ chơi vô cùng hot từ những năm như 2010, đó chính là giáo phục của City hàng Thái Lan, lắp vừa rất nhiều dòng xe phổ thông hiện đại. Cái dầu Race Boy được cố định với con hẹp của Nissin quay bằng mình logo Rainbow nhìn cũng khá ấn tượng. Đĩa trước kích thước là 220, ngoại hình cùng với màu sắc được mô phỏng giống như nhạc Rainbow. Vị trí bên đạp và bình dọc Rainbow dành cho phần đĩa sau được người thợ cắt khoét nhìn cũng khá ấn tượng, vừa ẩn vừa hiện tạo cái cảm giác cũng lạ mắt cho người xem. Phần các chân KFC, đây là một trong những dòng các chân được nhiều bạn chơi Rim quay cũng rất là ưa chuộng, và nó ẩn một cái gì đó không bị nhàm chán lắm. Cái ống xả, một điểm nhấn mà mình nói ở bên trên, khá là ấn tượng. Chiếc xe được người chủ lên cái bột 4 Ross phiên bản đời 2.9 dành cho những tay ga sử dụng. Bơi qua cái con Rim hôm nay nhìn cũng khá là đẹp. Khả năng vận hành sẽ không được trơn tru cho lắm và rất dễ bị hợp vì cái bộ tay ga rất là thoáng. Một vị trí khác cũng rất ấn tượng chính là hệ thống treo sao. Chiếc xe lên cái dòng phục Nichin, Hordin hay Nai Vân đã rất quen thuộc thì lựa chọn một cái dòng phục đến từ Madasi chuyên sản xuất dành cho cái dòng tay ga bên qua cái chiếc Rim hôm nay nhìn cũng cực kỳ lạ mắt và đầy cái sự khác biệt. Một cái tổng thể hình dáng chiếc xe khác cho mình một cái tông màu trắng nổi bật đi cùng cái vỏ phục màu vàng, khâu lại một khẩu đại bác cũng cực kỳ khủng khiếp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, được chi tiếp nhớ like, share, subscribe.